mới đây tại trụ sở bộ công thương thứ trưởng đỗ thắng hải đã có buổi làm việc với đoàn công tác cộng hòa turkmenistan do thứ trưởng bộ ngoại giao làm trưởng đoàn tại buổi làm việc hai bên đã trao đổi về tình hình chung trong hợp tác kinh tế thương mại giữa việt nam và turkmenistan thứ trưởng đỗ thắng hải cho biết việt nam và turkmenistan có mối quan hệ hữu nghị truyền thống gắn bó từ nhiều thập kỷ qua tháng 7 năm 2022, hai nước sẽ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Mặc dù vậy, hợp tác kinh tế thương mại giữa Việt Nam và Turkmenistan vẫn chưa tương xứng với tiềm năng của hai nước, thể hiện ở việc kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước vẫn còn rất khiêm tốn và cơ cấu hàng hóa xuất nhập khẩu còn hạn chế. Do đó, đề nghị hai bên cần tích cực hơn nữa trong công tác thông tin thị trường, nghiên cứu, giới thiệu doanh nghiệp hai nước tham gia vào các hội trợ, triển lãm để tăng cường kết nối, giao thương, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại đồng ý với các nhận xét của thứ trưởng đỗ thắng hải thứ trưởng vpa hajizev cho biết để thúc đẩy hơn nữa quan hệ kinh tế thương mại giữa hai bên phía turkmenistan mong muốn tăng cường hợp tác với việt nam trong các lĩnh vực như xây dựng ngân hàng năng lượng nông nghiệp thứ trưởng ngoại giao turkmenistan cũng thông báo trong chuyến thăm và làm việc tại việt nam lần này bộ ngoại giao turkmenistan và phòng thương mại công nghiệp việt nam sẽ đồng tổ chức diễn đàn doanh nghiệp việt nam turkmenistan nhằm giúp các doanh nghiệp hai nước kết nối trao đổi tìm kiếm cơ hội kinh doanh Bên cạnh việc thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải và Thứ trưởng Vepa Hazizev đều nhất trí cần nghiên cứu việc tổ chức thành lập Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam Turkmenistan về hợp tác kinh tế thương mại và khoa học kỹ thuật và cho rằng đây là cơ chế hợp tác cần thiết giữa các bộ, ngành của Việt Nam và Turkmenistan.